quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, với quyết tâm chính trị cao, tỉnh Yên Bái đã đạt được những thành tựu vượt bậc, kinh tế tăng trưởng khá theo hướng bền vững, gắn với bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Vai trò vị thế là trung tâm liên kết phát triển vùng của Yên Bái ngày càng được khẳng định. Trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Yên Bái tiếp tục là điểm sáng của khu vực Tây Bắc. Đạt được thành quả này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Chỉ thị 24, bước chuyển mình ở Yên Bái. Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành chỉ thị số 24 về việc tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị. Đến nay sau gần 5 năm thực hiện đã tạo được những dấu ấn mạnh mẽ tại các địa phương trong toàn tỉnh, qua đó giúp tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Thôn Cối Máy, xã Yên Thành, huyện Yên Bình là thôn cuối cùng của xã Yên Thành chưa có nhà văn hóa đạt tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Chia sẻ với những khó khăn của đồng bào người Dao nơi đây, trong chương trình Ngày cuối tuần cùng dân, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đặt viên gạch đầu tiên làm nền móng cho nhà văn hóa, đồng thời trực tiếp tham gia lao động cùng nhân dân trong thời gian một buổi sáng. Thôn Cối Máy nghèo lắm, người dân chỉ biết bắt cá tôm trên hồ để sống. Có nhà văn hóa như thế này, có chỗ để vui chơi, múa hát, rất phấn khởi. Bí thư Tỉnh ủy đã rất là quan tâm và tạo điều kiện để cho thôn chúng tôi có cơ hội làm nhà văn hóa và có cơ hội để chúng tôi giao lưu học hỏi, để cho thôn chúng tôi có một nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Được khởi xướng từ năm 2019 tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, đến nay mô hình ngày cuối tuần cùng dân đã lan tỏa đến khắp các bản làng từ vùng thấp đến vùng cao của tỉnh Yên Bái. Hiện mô hình đã được tỉnh ủy đưa vào chương trình hành động hàng năm và là việc làm thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Mô hình ngày cuối tuần cùng dân, ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp được triển khai là một trong những việc làm cụ thể hóa chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương. Hàng tháng thì cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện sẽ tổng hợp đề xuất các cái công trình phần việc của các xã, thị trấn có nhu cầu cần làm trong tháng đó để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổng hợp và thông báo đến các cái đồng chí trong thường vụ, các đồng chí trong chấp hành, các cơ quan, phòng ban để bố trí tham gia thực hiện cùng với cơ sở theo đúng với tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy là một tháng hai lần. Từ đó thì tạo ra một cái bầu không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi và đặc biệt là huy động được sự tham gia tích cực của cán bộ đảng viên, người dân khi mà chứng kiến và cùng lao động cùng với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo. Cụ thể hóa chỉ thị số 24 của tỉnh ủy với phương châm sẵn sàng chủ động đối thoại với nhân dân, lắng nghe dân, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Ngày cuối tuần cùng dân được Đảng bộ huyện Trạm Tấu xác định rõ phương châm hành động là cầm tay chỉ việc, nói đi đôi với làm. Đây được xem là giải pháp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, nắm bắt thực tiễn và sâu sát cơ sở. Không hình thức mà mỗi cán bộ, đảng viên tại huyện Trạm Tấu, nhất là người đứng đầu, đã nêu cao vai trò trách nhiệm, tinh thần tự nguyện, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ. Gần 5 năm qua, hàng trăm công trình phần việc thiết thực đã được các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn tổ chức thực hiện trên nhiều lĩnh vực, như giúp người dân mở rộng đường giao thông nông thôn, tu sửa nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hướng dẫn người dân lao động sản xuất. Qua đánh giá của chúng tôi thì hàng năm thì đã có trên 90% số cán bộ đảng viên đã đạt được cái mức nêu gương và nêu gương tốt, chỉ còn chưa đầy 1% là số đảng viên chưa nêu gương. Và qua đó cũng thấy rằng là cái việc thực hiện các cái công việc cũng như nhiệm vụ chính trị
của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã có cái sự chuyển biến rất là tích cực. Cán bộ đã sát dân hơn, gần dân hơn và đã nắm được những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó mà giải quyết những cái khúc mắc của người dân ngay từ cơ sở, góp phần cho kinh tế xã hội của huyện thì ngày càng phát triển hơn, người dân thì ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp và sự điều hành của chính quyền các cấp. Có thể thấy việc tổ chức thực hiện các nội dung về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã được triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ tỉnh, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của Quân ủy Trung ương, mà cụ thể là chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định và tiêu chí trong nêu gương, đề cao trách nhiệm, tính tự giác của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thực hiện phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, phát động đi đôi với hành động, kết hợp giữa xây với chống, lấy xây làm chính, thường xuyên kiểm điểm phê bình và tự phê bình, tự soi, tự sửa, tự nhận diện, xây dựng phong cách, tác phong làm việc theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức ký cam kết, giao ước thực hiện tiêu chí gương mẫu của người lãnh đạo trong việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tu dưỡng và rèn luyện. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, tập trung vào việc nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phương pháp, tác phong, công tác, tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và chấp hành, tổ chức kỷ luật và đã trở thành cái việc làm thường xuyên, liên tục và sâu rộng, có sức lan tỏa trong toàn đơn vị. Do đó đã góp phần trực tiếp vào xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nêu gương cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, nhiều cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị về đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với tăng cường đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, ngoài kết quả tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thì việc thực hiện nêu gương theo tinh thần chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là căn cứ quan trọng để đánh giá phân xếp loại cán bộ, đảng viên hàng tháng, hàng năm tại nhiều chi đảng bộ. Hàng tháng thì sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ thì tổ chức thông báo rộng rãi kết quả này đến tất cả các cấp ủy tổ chức đảng, các đồng chí cán bộ lãnh đạo theo phân cấp quản lý. Từ đó thì đã khuyến khích được cái tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo của những tập thể cá nhân làm tốt, đồng thời cũng nhắc nhở, phê bình và cảnh báo những cái tập thể cá nhân lơ là, trông chờ ỷ lại, không tập trung vào công việc, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung. Lần đầu tiên, chỉ tiêu về số cán bộ đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm đạt từ 50% trở lên, trong đó cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên đã được đưa vào nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đây là chỉ tiêu hoàn toàn mới so với các nhiệm kỳ trước nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai thực hiện, việc nêu gương trong toàn đảng bộ đã có những chuyển biến rõ nét. Việc tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu của tỉnh ta đã được có nhiều cái chuyển biến rất rõ nét, đã khắc phục được nhiều cái hạn chế trong việc mà những cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đặc biệt là vai trò cấp ủy trong việc là nêu gương về thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu, đặc biệt là đã cụ thể hóa bằng việc là xây dựng kế hoạch, rồi là bản cam kết, và người đứng đầu luôn luôn là những người phải nêu gương, gương mẫu đi đầu trong hoạt động, hành động và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Thế rồi là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với nhiệm vụ của mình được giao. Đặc biệt là trong việc mà năm 2019 đến nay, tỉnh ủy cũng đã ban hành các chương trình hành động, thì đó là một trong những cái việc mà gắn thêm với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Và cụ thể hóa của vai trò của người đứng đầu có giao việc đến tận từng người, thời gian cụ thể cũng như là có tiến độ để thực hiện, đánh giá được cái trách nhiệm khi mà hàng năm, để khi chúng ta đánh giá nhận xét cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu thì sẽ cụ thể hơn. Nhưng đánh giá hàng năm từ năm 2018 đến nay thì cho thấy là cái tỷ lệ các đồng chí cán bộ đảng viên là người đứng đầu, đặc biệt là đối với cấp ủy chính quyền địa phương cấp cơ sở, tỷ lệ đạt rất là cao, các đồng chí đều đạt, là các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Kết quả thực hiện chương trình hành động hàng năm về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh là minh chứng rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là những người đứng đầu ở tỉnh Yên Bái. Qua đó đưa Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, theo mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh.